Vâng, thưa quý vị, Aeon là một cái tên mà chắc nhiều quý vị khán giả đã quen thuộc, nhất là những ai ưa thích mua thực phẩm ở thương hiệu siêu thị đến từ Nhật Bản. Tập đoàn này cũng là sự lựa chọn số 1 của người tiêu dùng Nhật Bản khi nói tới đồ ăn tươi sống. Và mới đây thì tập đoàn Aeon đã tiến thêm một bước mới khi mà quyết định đẩy mạnh việc bán thực phẩm tươi sống qua nền tảng thương mại điện tử. Và để thực hiện điều này thì Aeon chọn bắt tay với Ocado. Ocado là một trong những công ty có nền tảng thương mại điện tử rất mạnh và tự xưng là siêu thị online lớn nhất thế giới, không hề có cửa hàng chi nhánh nào cả. Mọi mặt hàng đều được hãng này giao tới người mua trong một chu trình khép kín. Và để hiểu thêm về cái bắt tay này thì thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản sẽ phân tích sâu hơn. Vâng, xin chào anh Quang Hưng ạ. Tại sao Aeon tại thời điểm này lại muốn đầu tư vào mảng online cho lĩnh vực thực phẩm tươi sống vậy ạ? Vâng, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là những ông lớn bán hàng online tại Nhật Bản như là Rakuten hay là Amazon đã bắt đầu bán các loại thực phẩm tươi sống. Việc ứng dụng công nghệ logistics hiện đại đã rút ngắn thời gian giao hàng, cho phép các tập đoàn bán lẻ online dần tiếp cận được với các mặt hàng tươi sống. Tình trạng này đang đe dọa đến hệ thống siêu thị Aeon trên khắp Nhật Bản. Với thế mạnh là các mặt hàng tạp hóa và nhu yếu phẩm, tập đoàn Aeon đã tham gia thị trường online kể từ năm 2008, nhưng đến nay chỉ chiếm đến 1% trong tổng doanh thu là 8,5 nghìn tỷ yên và có xu hướng bị lỗ. Thời gian dài kể từ khi đặt hàng online đến khi nhận được hàng hóa đang là rào cản lớn nhất với việc bán hàng tươi sống trên mạng. Công nghệ logistics đang phát triển mạnh mẽ hiện nay thì rào cản trên cũng đang dần bị gỡ bỏ. Còn người tiêu dùng Nhật Bản thì vốn dĩ họ đã hình thành được thói quen mua hàng hóa online. Việc trang bị những thùng nhận hàng trước cửa nhà là rất phổ biến, cho phép họ nhận được hàng hóa chuyển đến ngay ở khi vắng nhà. Vâng, xin mời trường quay. Vâng, vậy thì Aeon và Ocado có lợi thế gì khi bắt tay đưa thực phẩm tươi sống lên mạng online ạ? Vâng, nói đến Aeon, tức là họ đã hình thành được chuỗi cung ứng từ cánh đồng cho đến siêu thị, thậm chí là đến tận bàn ăn. Với hệ thống siêu thị lớn nhất nhì tại Nhật Bản, còn chất lượng thực phẩm tươi sống của Aeon đã có được sự tin dùng của người dân Nhật Bản. Nói đúng hơn, là Aeon đã có một lượng khách hàng ổn định. Còn Ocado đã ra đời vào năm 2000 và nhờ các ứng dụng robot và công nghệ hiện đại thì Ocado có thể giao hàng từ kho trong vòng 15 phút, tức là nhanh hơn với các đối thủ online khác đến gấp 5 lần theo như thông tin mà doanh nghiệp này công bố. Tập đoàn Aeon đã có hệ thống kho hàng siêu thị trên khắp Nhật Bản. Việc còn lại là của Ocado là giao hàng đến người tiêu dùng nhanh nhất và rẻ nhất kể từ khi có đơn đặt hàng online. Ocado đã chứng tỏ được kinh nghiệm và năng lực logistics của mình khi chia sẻ kinh nghiệm này với chuỗi siêu thị Morrison tại Anh vào năm 2013 và kế hoạch mở 20 trung tâm logistics với Kroger tại Mỹ trong 3 năm tới. Vâng, thì trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn những phân tích của anh Quang Hưng ạ. Vâng, tôi thấy anh Quang Hưng có nhắc tới Amazon và được coi là một trong những đối thủ mạnh trong mảng bán thực phẩm online. Thế nhưng mà theo những gì báo chí Mỹ đưa tin cũng như tôi đọc được thì có vẻ như là chiến lược của Amazon thì không đạt được những thành quả như họ mong đợi. Vâng, chắc là anh Huy Hoàng và quý vị khán giả đã từng nghe cái câu là đúng người đúng thời điểm thì tình cảm sẽ đơm hoa kết trái, và trong các thương vụ mua bán sáp nhập thì đây sẽ là đúng đối tác và đúng thị trường. Đúng là cách đây hơn 2 năm, thông báo của Amazon về việc mua lại hãng chuỗi siêu thị Whole Foods với giá 13,7 tỷ đô la Mỹ đã tạo ra một cú sốc lớn trên thị trường bán lẻ thực phẩm tại Mỹ, khiến cổ phiếu của nhiều hãng bán lẻ truyền thống đồng loạt rớt giá mạnh, và tất cả đều chờ đợi một sự thay đổi lớn trên thị trường bán lẻ thực phẩm Mỹ từ tập đoàn thương mại điện tử này. Thế nhưng mà sau 2 năm rưỡi thì mọi thứ đã diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài tờ báo. Theo Forbes, sau 2 năm rưỡi về chung nhà với Amazon, nhiều sự thay đổi đã diễn ra tại Whole Foods. Các chương trình giảm giá Amazon Prime bắt đầu được áp dụng cho các khách hàng thành viên. Công ty cũng bắt đầu tăng cường khả năng hoạt động trực tuyến của mình với dịch vụ giao hàng trong vòng 2 giờ đồng hồ Prime Now. Bên cạnh đó, Whole Foods cũng hưởng lợi lớn khi bổ sung thêm 7.500 mặt hàng từ 1.900 nhà cung cấp mới thuộc mạng lưới của Amazon. Chúng tôi đã cung cấp các đơn hàng thực phẩm tươi sống tới nhiều khách hàng hơn và nhanh hơn trong năm qua. Chúng tôi cũng mở nhiều cơ sở hơn để có thể cung cấp dịch vụ giao nhận trong vòng 2 giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, theo The Business Insider, yếu tố quan trọng nhất là doanh thu thì lại không mấy thay đổi. Thống kê hàng quý cho thấy, sau khi về với Amazon, doanh thu của Whole Foods là hơn 4 tỷ đô la Mỹ, tăng không đáng kể so với trước đó. Thị phần trên thị trường bán lẻ thực phẩm tại Mỹ mà Amazon nắm giữ thông qua Whole Foods chỉ đứng thứ 9, kém xa so với các đối thủ truyền thống. Lý giải cho vấn đề này, The Business Insider chỉ ra rằng Whole Foods có hai đặc điểm là trở ngại cho nỗ lực thúc đẩy bán hàng thực phẩm trực tuyến của Amazon. Giá sản phẩm quá cao và mạng lưới cửa hàng quá nhỏ. Với chưa đầy 500 cửa hàng trên khắp nước Mỹ, Whole Foods không thể giúp Amazon tiếp cận khách hàng nhanh như Walmart, Kroger hay Target. Khoảng cách về giá giữa sản phẩm của hãng so với các đối thủ khác, dù đã giảm đáng kể sau khi được Amazon mua lại, vẫn cao hơn 12-13% so với các đối thủ, khiến tập khách hàng bị thu hẹp. Theo Forbes, một vấn đề khác chính là việc thương vụ mua lại Whole Foods của Amazon đã khiến các hãng bán lẻ truyền thống vô cùng lo ngại, từ đó đầu tư mạnh tay hơn vào các dịch vụ bán hàng trực tuyến. Walmart đang cung cấp dịch vụ giao nhận hàng thực phẩm không giới hạn với mức phí 98 đô la Mỹ một năm, trong khi Kroger thử nghiệm dịch vụ giao nhận bữa ăn và thực phẩm tới khách hàng trong vòng 30 phút. Các hãng bán lẻ truyền thống có lợi thế hơn so với Amazon nhờ số lượng cửa hàng lớn, khả năng tiếp cận người dùng nhanh hơn. Nỗi lo ngại Amazon đã khiến họ phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn, khiến Amazon không thể dễ dàng đánh chiếm thị phần như dự kiến. Bloomberg trích dẫn một nghiên cứu từ Brickmix Click mới đây cho thấy, các hộ gia đình Mỹ sử dụng dịch vụ mua và giao nhận thực phẩm tại nhà của các hãng bán lẻ truyền thống đã chi tiêu tới 200 đô la Mỹ một tháng, cao gấp 3 lần số tiền mà người tiêu dùng chi tiêu tại các cửa hàng thuộc hệ thống của Amazon. Do đó, có thể nói thương vụ mua lại Whole Foods của Amazon thực sự đã kích hoạt một cuộc chạy đua trên thị trường bán lẻ thực phẩm Mỹ mà người khởi đầu, chớ trêu thay, lại đang tạm tụt lùi lại phía sau. Vâng, thưa quý vị, quay lại câu chuyện đúng thị trường, đúng thời điểm, thì so với Mỹ, thị trường Trung Quốc có 1,3 tỷ dân và gần như cứ 10 người Trung Quốc là có 7 người dùng Internet. Theo một khảo sát The Nielsen thực hiện 4 năm trước thì cứ 2 người tiêu dùng Trung Quốc được hỏi lại có một người đã từng mua rau, củ quả, thịt cá trên mạng và ship về nhà. Và nói tới bức tranh thực phẩm tươi online thì tại Trung Quốc có hai ông lớn gác đền chiếm lĩnh thị trường là Alibaba và JD.com, sau đó thì mới tới Amazon. Có thể nói là thị trường Trung Quốc đang có dư địa và cả sự hào hứng của người tiêu dùng để các siêu thị bán lẻ và các tập đoàn thương mại điện tử khai thác mảng thực phẩm online. Bức tranh mua bán thực phẩm tươi sống trên mạng tại Trung Quốc cũng vì thế mà đa sắc màu và nhộn nhịp hơn hẳn so với Mỹ. Năm 2017, khi Amazon chỉ vừa thâu tóm Whole Foods, thì Alibaba đã mở được 20 siêu thị cho chuỗi bán lẻ thực phẩm riêng của mình, mang tên Hema. Để mua sắm tại đây, người mua hàng sẽ chỉ cần lướt ứng dụng Hema và kết nối với tài khoản Alipay để thanh toán, thay vì phải xếp hàng trước quầy thu ngân. Là một phần của chiến lược New Retail từ năm 2015, Hema là sự thử nghiệm thương mại điện tử vào lĩnh vực bán lẻ thực phẩm truyền thống của Alibaba. Không chỉ quét mã chọn hàng trên ứng dụng, mà khách hàng còn có thể yêu cầu chế biến và nấu món ngay tại cửa hàng. Mỗi siêu thị cũng như là một tổng kho phục vụ cho giao hàng online, sử dụng mạng lưới từ một đơn vị khác của Alibaba là ứng dụng giao đồ ăn Elimi. Mạng lưới giao hàng nhanh là rất quan trọng với thực phẩm để giữ được độ tươi ngon của chúng. Chúng tôi có mạng lưới giao đồ ăn hàng đầu Trung Quốc hiện nay, và không chỉ vậy, còn có thể phục vụ các mặt hàng khác trên nền tảng Alibaba như là thực phẩm tươi. CNN đã ví Hema như một sự cộng gộp của cả Amazon với siêu thị Costco và nhà hàng Chipotle. Sau 4 năm ra đời, Alibaba đã nâng phạm vi của Hema lên tới 150 siêu thị trên toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, Walmart mới là cái tên đang nắm giữ nhiều lợi thế nhất. Hồi năm 2016, ông lớn bán lẻ Mỹ đã bán trang bán hàng trực tuyến của mình cho đối thủ Alibaba là JD.com. Đồng thời, hai công ty cũng bắt tay, cho phép khoảng 130 siêu thị Walmart trở thành kho hàng về thực phẩm tươi cho JD. Bất chấp thương chiến Mỹ-Trung, Walmart đang đặt cược lớn vào thị trường Trung Quốc trong 5 năm tới, mà trong đó, mảng thực phẩm trực tuyến là một trong những mục tiêu lớn nhất. Với tiềm năng chạm mốc hơn 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, không quá ngạc nhiên khi thị trường thực phẩm online của quốc gia tỷ dân là miếng bánh béo bở với bất cứ ông lớn nào.